Kính chào đại chúng, kính chúc quý vị luôn bình an và luôn sống trong tỉnh thức. Trong những bài chia sẻ trước, đặc biệt là bài đầu tiên của chuỗi radio này, chúng ta có nhắc tới phương thức sống tùy duyên. Tùy duyên được hiểu là khả năng tùy thuận, chấp nhận, nương theo mọi hoàn cảnh đang xảy ra và phải biết sử dụng nó một cách hiệu quả, có giá trị. Và chúng ta không mắc kẹt vào những duyên đã qua hay là những duyên chưa tới. Tôi còn nhớ hồi tôi tầm khoảng 12 tuổi, thỉnh thoảng có qua chùa Thiên Phước ở tỉnh Long An để làm công quả trong những ngày hè. Nhà tôi cách đó chừng khoảng 2 cây số, cho nên là thường qua phụ các sư cô làm ruộng. Tôi còn nhớ lúc đó trong nhà khách của chùa có để một tấm bảng đen, và trên đó có ghi một đoạn văn khuyến khích tinh thần tu luyện rất là ấn tượng, đặc biệt là do chính tay sư bà trụ trì đã viết xuống. Đoạn văn sách tấn tinh thần đó tôi đã nằm lòng, và nó đã theo tôi suốt cuộc hành trình tu luyện và tận đến bây giờ. Nội dung trong đó là: mình là người học Phật phải biết thức cảnh thức thời, sống trong nguồn thuận cũng vui, sống trong cảnh ngược dòng cũng thích. Lúc bệnh hoạn sống theo bệnh hoạn, khi thanh nhàn sống cảnh thanh nhàn, đứng nơi đâu cũng thấy tâm an. Trong núi nọ làm chi cho nhọc, lúc lâm nguy cũng đừng có khóc. Khi thắng thời cũng chẳng nên cười, rủi mai giáng một cơ đời, không than oán không một lời trách hận. Nghĩ cuộc thế trải bao lận đận, vững lái lèo qua mấy trận cuồng phong. Vững tâm vững chí vững lòng, tròn nên đạo nghiệp mới hồng thắng tâm. Để có thể đạt được đạo cả, hay trở thành một người có hiểu biết lớn, tự do lớn, tình thương lớn, thì chúng ta bắt buộc phải chiến thắng được tâm mình. Từ một cái tâm hay bám víu, vướng mắc vào những điều kiện thuận lợi, cũng như cái tâm hay chống trả, ghét bỏ những hoàn cảnh khó khăn, mà ta huấn luyện làm sao để nó có thể chấp nhận và an vui sống với cả hai hoàn cảnh đó. Vì bản chất của cuộc đời này vốn dĩ là như vậy, hết thuận rồi nghịch, hết nghịch rồi lại thuận. Mà nếu chúng ta cứ ở đó chống trả, loại trừ mãi miết những điều kiện trái nghịch, thì chắc là chúng ta sẽ phải chống suốt đời, sẽ phải khổ dài dài thôi. Và nếu chúng ta cứ lao đi tìm những điều kiện thuận lợi, hấp dẫn, rồi lại mắc kẹt vào trong đó, khiến ta không giữ được năng lượng, phong độ của mình, và dù có sở hữu được thì chúng ta cũng sẽ mất hết tự do, bình an và hạnh phúc. Do đó, chỉ khi nào chúng ta đạt được khả năng tùy duyên thì chúng ta mới không bị những biến động đổi thay của cuộc đời này quật ngã. Hôm nay chúng ta sẽ nói tới một yếu tố hết sức quan trọng trong khi tùy duyên, đó là bất biến. Tức là chúng ta có thể tùy thuận theo hoàn cảnh để sống, để nắm bắt những thuận lợi hay để giải quyết những khó khăn, nhưng với điều kiện là phải bất biến, tức là không thay đổi phẩm chất. Trước và sau khi đối đầu với hoàn cảnh thì ta vẫn giữ được phong độ, năng lượng, phẩm chất đạo đức, hay thứ mà chúng ta thường đề cập tới nhiều nhất, đó là tâm bình yên. Tại vì chúng ta đã xác nhận rằng những gì thuộc về phẩm chất tâm hồn thì mới là chính, là giá trị cốt lõi. Còn những cái bên ngoài dù có hấp dẫn cỡ nào hay là dù có nguy hiểm cỡ nào thì cũng là phụ, là phương tiện thôi. Hồi tôi ở Phật Học Viện Huệ Nghiêm, có thường nghe các sư phụ đọc một bài thiền thi mà tôi rất tâm đắc. Phong lai sơ trúc, phong khứ nhi trúc bất lưu thinh, nhãn quá hàng đàm, nhãn khứ nhi đàm vô lưu ảnh. Thị cố quân tử, sự lai nhi tâm thị khởi, sự khứ nhi tâm tùy không. Có nghĩa là khi gió thổi tới hàng trúc thì nó sẽ tạo ra những âm thanh đặc biệt, nhưng khi gió đi rồi thì âm thanh đó cũng sẽ chấm dứt, hàng trúc không còn lưu giữ âm thanh đó lại. Con chim nhạn khi bay qua đầm nước lạnh, bóng nó hiện dưới đầm nước rất rõ ràng, nhưng khi nó bay qua rồi thì đầm nước cũng không in dấu tích con chim nhạn lại làm chi. Cho nên người quân tử hay là người có hiểu biết, khi sự việc tới thì vẫn hết lòng đón nhận,
khi sự việc xong rồi, đã kết thúc rồi, thì lòng không bám chấp, trống rỗng, nhẹ tên, như chưa từng có việc gì xảy ra. Đạo Phật Đại Thừa gọi đó là sự nhi vô sự, tác nhi vô tác. Tức là có việc như không có việc, làm mà như không làm. Tức là tuy có hành động, có tạo tác, có đối đầu với hoàn cảnh, có tùy duyên, nhưng ta không bị mắc kẹt vào đối tượng hay là hoàn cảnh, không bám chấp vào chính những nỗ lực hay là những thành tựu của mình. Tại vì trước khi làm những điều đó thì ta có những nguồn sống khác mà, ta có thể tự tạo ra niềm an vui hạnh phúc khác mà. Còn ta làm những việc này là vì có thể ta muốn tìm kiếm thêm những điều kiện của hạnh phúc, hoặc là vì chúng ta muốn tìm một lối đi an toàn giữa những khó khăn đang xảy ra, hoặc là ta làm những việc đó vì trách nhiệm, vì tình thương, chứ không phải là chúng ta vốn không có hạnh phúc nên bây giờ mới đi tìm kiếm hạnh phúc, tìm kiếm lý do để sống. Với tinh thần như vậy thì chúng ta mới hy vọng đạt được khả năng tùy duyên, bất biến. Tuy nắm bắt những điều kiện thuận lợi, giải quyết những khó khăn, nhưng ta vẫn là ta. Ta vẫn nắm giữ những giá trị cốt lõi, vẫn an vui, hạnh phúc, vẫn yêu đời, yêu người. Dĩ nhiên chúng ta có thể chọn giải pháp tránh duyên, tránh cảnh nếu như ta thấy mình đang thật sự yếu, cạn kiệt năng lượng, dễ bị tác động và quật ngã. Đó không phải là một sự yếu hèn hay là bỏ cuộc, mà là một hành động khôn ngoan, biết tự lượng sức mình. Cái đó Đạo Phật Đại Thừa gọi là doing nothing as doing something. Không làm gì cả mà như đang làm rất nhiều thứ. Không tạo tác gì ở bên ngoài nhưng lại xây dựng và phát triển ở bên trong. Cho nên đó không phải là một sự rút lui vô nghĩa, hoang phí, rút lui để sống buông thả, hưởng thụ, giết thời gian. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể ẩn mình hay là rút lui mãi được, vì chúng ta còn nhiều trách nhiệm bổn phận, vì chúng ta đã chọn con đường lớn, vì chúng ta muốn lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp đến xã hội, hoặc đơn giản là vì cuộc sống thì phải có mưu sinh, phải vận động, phải làm việc, phải tương tác. Cho nên chúng ta phải sức đầu lộ diện, phải đối đầu với mọi hoàn cảnh thôi. Nhưng chúng ta có thể thực tập doing something as doing nothing. Làm nhiều việc mà như không làm gì cả. Làm như chơi, làm chủ công việc, chứ không để công việc làm chủ lấy mình. Nhưng làm sao chúng ta có thể đạt được khả năng tùy duyên và bất biến đó? Hãy nhìn lại xem, trong thời gian qua, khi đối đầu với những biến cố, ta có vận dụng được phương pháp tùy duyên hay không? Và nếu có tùy duyên thì hãy nhìn lại phẩm chất của mình đi, bất biến hay là biến mất. Và sau đại dịch, chúng ta sẽ còn phải đương đầu với rất nhiều hệ quả do đại dịch để lại. Trong đó có sự khủng hoảng trầm trọng của kinh tế và sức khỏe tinh thần của con người. Trước những khó khăn đến mức khủng hoảng như vậy thì ta có bị biến động hay là vẫn bất động? Nếu ta thấy mình thật sự bất ổn, rất hoang mang, lo sợ cho hướng đi sắp tới, không thể an vui để thưởng thức cuộc sống, không thể hiện được những phẩm chất cao đẹp vốn có của mình như là tình nhân ái, lòng bao dung, sự cống hiến, sự sẻ chia tới cộng đồng, tức là chúng ta đã trúng chưởng rồi đó, đã không đủ sức để đi qua trận giông bão một cách an toàn, lành lặn, đã chưa thể tùy duyên, hoặc đã tùy duyên nhưng không giữ được phẩm chất. Chưa đủ sức để tùy duyên bất biến thì đừng tùy duyên, đừng lao vào giải quyết hết những khó khăn, cứ để nó ở đó, từ từ đủ vững chãi rồi hãy quay lại giải quyết sau. Đừng đặt ra những kế hoạch dự án quá sức ngoài tầm tay, mà hãy nên quay về xây dựng những giá trị cốt lõi, xây dựng nội lực, tích tụ thêm kiến thức và kinh nghiệm từ những bậc trải nghiệm đi trước, qua tiếp xúc trực tiếp hay là qua sách vở,
chờ đủ duyên lành hội tụ, rồi chúng ta hãy bắt tay thực hiện. Đừng có nhắm mắt đưa tay, tới đâu thì tới. Biết mình đang dần mất tự chủ mà không chịu dừng lại thì sau này có hối cũng không kịp. Thành công hay không thì chưa biết, nhưng tâm hồn của chúng ta lúc đó đã rơi xuống một cung bậc rất thấp, và nó sẽ mắc kẹt luôn ở đó. Không bị trầm cảm thì cũng sẽ trở thành kẻ vô hồn, hoặc trở thành kẻ có một tâm hồn khô cằn, nặng nề, đầy phiền não, thì đời sống đâu còn ý nghĩa gì nữa. Câu hỏi vẫn còn là làm sao để tùy duyên mà có thể bất biến? Thì câu trả lời là: thứ nhất, nội lực của ta phải lớn hơn sức ép của hoàn cảnh. Sức chịu đựng của ta phải lớn hơn những khó khăn đang xảy ra. Thứ hai là ta phải có hiểu biết, có kỹ năng, có kinh nghiệm tích lũy. Thứ ba là ta có thể tìm thấy hạnh phúc từ nhiều nguồn khác nhau, chứ không có tập trung nơi mỗi đối tượng hay là hoàn cảnh đó. Đặc biệt là tìm thấy hạnh phúc từ nơi chính mình, với tư cách của một người đang có hạnh phúc, với phong độ của một người đang tràn trề năng lượng, thì việc đi vào nghịch cảnh hay giông bão chẳng có gì phải sợ hay là sẽ có nguy cơ bị biến chất. Sự lai nhi tâm thị khởi, sự khứ nhi tâm tùy không. Đúng là phải có ý thức và kỹ năng gìn giữ tâm hồn thật nhạy bén tới mức thuần thục thì chúng ta mới có thể đạt tới trình độ làm như chơi được. Mà một trong những chất liệu quan trọng giúp chúng ta trở nên bất biến trước vạn biến, đó chính là sự bình tĩnh. Bình tĩnh là không hấp tấp, không nóng vội, không phản ứng chống trả ngay lập tức trước những điều bất như ý hay trái nghịch xảy ra. Và bình tĩnh còn là không quá phấn khích, không lăng xăng chụp bắt, không đắm đuối mê say trước những điều như ý, hấp dẫn hay thuận lợi mà mình đang có. Bình tĩnh là sự dừng lại để cho mọi cảm xúc lắng dịu xuống, nhường chỗ cho sự sáng suốt hay lý trí lên ngôi. Bình tĩnh còn là cơ hội để chúng ta xét lại xem mình nên chọn giải pháp đối đầu hay là rút lui. Mà nếu đối đầu tức là tùy duyên á, thì làm sao để có thể bất biến, không bị chao đảo, quật ngã hay là thất bại thảm hại. Bình tĩnh sống nghe có vẻ hơi già, một thông điệp có vẻ không phù hợp với người trẻ vốn dĩ quen với nhịp sống hối hả, với nhiều cơ hội, nhiều mục tiêu, nhiều ước mơ. Nhưng mà thật ra chỉ có bình tĩnh, lùi lại một bước thì mới có thể chọn lọc được cơ hội nào là phù hợp nhất và đỡ phải trả những cái giá quá đắt. Chỉ có bình tĩnh, chậm lại một chút thì chúng ta mới tìm ra được những giải pháp khôn ngoan, đỡ tiêu hao năng lượng, đỡ tổn hại kẻ khác hay là môi trường mà vẫn có thể đi tới thành công. Huống hồ chi trong bối cảnh đầy biến động như hiện nay thì bình tĩnh sống là phương thức vô cùng cần thiết để giảm thiểu mức nguy hiểm hay tổn hại đến sức khỏe, đồng thời hóa giải những căng thẳng lo âu quá mức cho cuộc suy thoái về kinh tế toàn cầu. Bình tĩnh sống không có nghĩa là thờ ơ, vô tư, không tích cực, mà đó chính là thái độ sống chậm mà chắc. Hành động gì cũng phải có sự suy xét khôn ngoan, không dễ bị kích động bởi tâm thức cộng đồng, không dễ trở thành miếng mồi ngon cho sự khủng hoảng kinh tế và cả sự khủng hoảng tâm lý, nhất là sau những biến động chung. Có thể nói chưa bao giờ chúng ta cần sự bình tĩnh để sống, để suy nghĩ, để hành động như là bây giờ. Vì trong nguy biến, chúng ta rất dễ mắc phạm những sai lầm đáng tiếc. Một bước xa chân là ngàn đời ân hận. Tùy duyên phải có bình tĩnh thì mới có thể bất biến được. Mỗi giây phút đối đầu với nghịch cảnh mà ta luôn bình tĩnh để quan sát, thấu hiểu rõ nội tâm của mình, để kiên trì quay về, nạp lại năng lượng ở mức tốt nhất có thể, thì khó khăn hay trở ngại nào chúng ta cũng đều có thể vượt qua. Bình tĩnh cũng chính là cơ sở cho sự tỉnh thức và trí tuệ ra đời. Tùy duyên mà không có bình tĩnh thì ta sẽ phải gánh chịu rất nhiều hậu quả do sự nông nổi của chính mình gây ra. Bình tĩnh sống cũng tức là hãy sống thật sâu sắc trong giây phút của hiện tại.
rồi cái gì tới sẽ tới. Từ từ sẽ tìm cách giải quyết sau. Hãy hạnh phúc ngay bây giờ. Đừng chờ tới khi giải quyết hết những khó khăn rồi mới có hạnh phúc. Nếu chờ thì ngày ấy chắc sẽ rất khó xảy ra, sẽ không bao giờ xảy ra. Vì những khó khăn trong cuộc đời này sẽ không bao giờ hết. Thực ra bình tĩnh sống cũng chính là phương thức sống tùy duyên. Chỉ biết có nhân duyên đang xảy ra và biến nó trở thành kiệt tác hay những tác phẩm có giá trị, mà không luyến tiếc quá khứ hay là chờ đợi ở tương lai. Mong quý vị suy gẫm thêm và cố gắng ứng dụng tinh thần tùy duyên bất biến, cũng như là sớm chủ trương nếp sống bình tĩnh sống, để chúng ta luôn vững chãi bước đi trên vạn nẻo đường đời, dù là chông gai hay là bằng phẳng. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.